mày à? Suốt ngày mò qua đây vậy? Không ăn cắp mà chui vô cửa hàng làm gì? Mấy đứa con gái bên Pu trọ gớm mặt lắm. Pu cẩn thận, có gì báo ngay, chả ứng cứu. Sao mày lấy tiền của tao? Tao ớn cái mặt ngây thơ vô số tội của mày quá à. Sáng nay mày cố tình hại tao để cua nó đúng không? Trời chó thì cũng phải ngó mặt chủ nha. Tao chưa thấy ai liều như mày á. Ốm cỡ nào không? Để hôm nay tôi kể cho mấy bà nghe. Về muộn thế. Mày lại định giở trò gì nữa hả? Tao biết rồi. Đi, để tao xử. Xử ai? Xử cái gì? Vớ vẩn. Xử cái con cùng phòng Pu ấy. Iacle Lip Stream ấy. Có nhắc tên tao không? Thế liên quan gì? Tránh ra. Tao với mày đều sinh ra và lớn lên ở cùng một chỗ. Tao hiểu chứ. Chả lẽ Pu cứ để nó nói như thế mà Pu thấy bình thường á? Không phải chuyện của mày thì đừng làm rối lên thêm nữa. Ok, không nhắc nữa. Nhưng mà bây giờ Pu về đấy, Pu cũng chả vui. Hay là đi ăn đi. Đằng nào tiện khao rửa xe mới luôn. Tao không thích đi ăn. Thế đi lượn phố. Không. Phố đi bộ, mua sách. Mày mà cũng biết phố đi bộ, phố sách. Ôi nhờ, cái gì của Pu tôi chả biết. Thích đọc sách chứ gì. Thế đi nhá. Cho tao một lý do thuyết phục. Thì bây giờ buồn thì cũng phải biết đường mà tìm cái mà vui chứ. Tìm mà vui cơ à? Không, ý là cũng biết tìm niềm vui cho bản thân. Với lại định nhờ Pu tìm cho cái sách dạy khởi nghiệp ấy. Nghĩ kỹ lại thấy trước khi có Pu mà có công việc với sự nghiệp thì nó vẫn tốt hơn. Giúp ý nhá.